it's good to have this opportunity to talk to you about Winnie's progress. Em xin chào phụ huynh của bé Anh Thư. Đây là thầy Gary và thầy ở người giảng dạy. Anh Thư trong quá trình học tập tại em May và thầy rất là vinh dự khi hôm nay có thể ở đây và nói về cho phụ huynh về những cái tiến bộ trong học tập của bạn. Winnie has made good progress in areas of her learning. Thầy có nhận xét là trong quá trình học tập thì cái cách mặt học tập của Winnie dần dần được tiến bộ rất là tốt. She is more willing to respond to questions in class. Trong lớp thì thầy có nhận thấy là Winnie đã có vẻ muốn tự nguyện trả lời câu hỏi của thầy khi mà được hỏi hơn. Although she continues to prefer to working independently. Mặc dù đôi khi thầy cũng thấy là Winnie có vẻ thích làm việc một mình, thích là học một mình hơn. Her pronunciation and vocabulary are improving at a pleasing rate. Thầy thấy là phát âm và từ vựng của Winnie đang dần dần tiến bộ rất là tốt. And she is speaking more clearly when asked questions. Và khi mà thầy hỏi câu hỏi thì thầy thấy cũng thấy là Winnie trả lời câu hỏi thì rõ ràng hơn, tự tin hơn. Em xin cảm ơn.